Giữ lửa hạnh phúc và nhân lên những gia đình văn hóa tiêu biểu là mục đích mà Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Chi Ly 2, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang đặt ra khi thành lập câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Sau đây là phản ánh của phóng viên Ngọc Quyên, Ngô Ánh. Thực tế, cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng trọn vẹn mà nảy sinh không ít vấn đề rắc rối, phức tạp. Khi đó, rất cần đến kỹ năng ứng xử của các thành viên trong gia đình để giải quyết những căng thẳng, xung đột. Nhất là với những gia đình chung sống nhiều thế hệ như gia đình ông Du, bà Bốn. Để có thể sống chung một cách hòa thuận, dạy dỗ con cháu trưởng thành, hiếu thảo, chăm ngoan, đòi hỏi sự ứng xử hài hòa. Đồng thời, ông bà, cha mẹ phải là tấm gương cho con cháu trong gia đình. Thấu hiểu điều đó mà ông Du, bà Bốn luôn nghiêm cẩn trong cách cư xử với con cháu và láng giềng xung quanh. Lúc nào cũng tràn đầy yêu thương, tôn trọng và mẫu mực. Bốn người con trai, gái, dâu rể của ông bà đều đỗ đạt trưởng thành. Bốn cháu nội ngoại học hành giỏi giang, lễ phép. Đây cũng chính là những điều ông bà có thêm được khi tham gia sinh hoạt câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Gia đình ông bà hàng năm đều đạt gia đình văn hóa. Đặc biệt, năm 2023 được vinh danh là gia đình văn hóa cấp tỉnh. Từ khi mà sinh hoạt ra cái câu lạc bộ gia đình hạnh phúc này thì được đầu tiên là các chị trong ban lãnh đạo chi hội, thế rồi các chị em hội viên ấy rất là quan tâm chăm sóc và chia sẻ, là một trong những hội viên mà tuổi cao, thế nhưng mà được là chị em rất là quan tâm chia sẻ về mọi vấn đề, tôi cũng cảm thấy rằng là rất là phấn khởi. Mình phải có cái trách nhiệm tham gia, thế rồi là cùng với vợ, rồi là bảo các con các cháu, và thực chất là mình phải gương mẫu và gương mẫu trong các cái công việc. Thế thì thực hiện tốt các cái công việc đường lối chủ trương chính sách của Đảng nói chung, rồi nhưng mà thực hiện các cái nghị quyết, rồi là các cái công việc của chi bộ, rồi của tổ dân phố. Ngoài cái việc thực hiện ra thì làm như thế nào gia đình là trước hết là phải đoàn kết. Mà đoàn kết hay không và gương mẫu hay không, đấy là gia đình hạnh phúc hay không là chính là cái người đàn ông. Hai ông bà Thân Văn Thung và Nguyễn Thị Toan năm nay cũng đã gần 80 tuổi. Và gia đình ông bà là một trong những thành viên tích cực của câu lạc bộ. Con cái ở xa nên hai ông bà hàng ngày vẫn tự chăm sóc nhau trong sự yêu thương, vui vẻ và chia sẻ của mỗi người. Khi tham gia câu lạc bộ, ông bà có thêm nhiều niềm vui khi được sự quan tâm, động viên của các thành viên câu lạc bộ. Đồng thời cũng thấy mình phải có trách nhiệm hơn với cộng đồng xã hội. Gia đình cảm thấy là nó cũng mình có trách nhiệm hơn và tham gia đầy đủ các phong trào của xóm, của địa phương, và làm ăn có trách nhiệm hơn, đóng góp đầy đủ các quỹ, rồi thường ngày là những ngày chủ nhật xanh đều coi như là quét dọn cùng với khu phố cho thôn xóm sạch sẽ hơn. Thành lập cách đây 9 năm với 18 thành viên. Đến nay, câu lạc bộ đã có 60 gia đình tham gia. Câu lạc bộ không chỉ là nơi để các gia đình chia sẻ kinh nghiệm, giữ lửa hạnh phúc, nuôi dạy con cái, giúp nhau phát triển kinh tế, làm phong phú thêm đời sống tinh thần, mà mỗi gia đình thành viên còn luôn là nòng cốt trong các phong trào thi đua tại địa phương. Đặc biệt, 100% gia đình thành viên câu lạc bộ đều giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa. Nhiều gia đình được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu cấp thành phố, cấp tỉnh. Các kỳ sinh hoạt câu lạc bộ luôn thu hút đông đảo thành viên tham gia. Thì mỗi năm là chúng tôi sẽ sinh hoạt định kỳ 4 quý là 4 lần là chính thức, và đã tổ chức sinh nhật cho chị em là sinh nhật trong từng quý một vào một cái tháng giữa quý của năm, của cái tháng đó. Thì đồng thời là câu lạc bộ sẽ tổ chức rất nhiều những cái hình thức thăm hỏi này, giúp đỡ này, rồi thì chia sẻ buồn vui này, tổ chức những cái hoạt động sinh hoạt như văn hóa, văn nghệ, giao lưu dân vũ giữa câu lạc bộ với câu lạc bộ, giữa chi hội phụ nữ với câu lạc bộ, hoặc giữa câu lạc bộ với các đơn vị bạn. So với các mô hình câu lạc bộ khác thì mô hình câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc thì hoạt động được phong phú hơn, với sự tham gia có cả của nam giới và các thành phần khác trong xã hội. Thì nội dung hoạt động của câu lạc bộ cũng thu hút được đông đảo các cái thành phần tham gia. Qua đó thì các cái nội dung về tương trợ giúp đỡ nhau,
sẽ được nhiều thành phần cùng tham gia. Thông qua đó thì cái tinh thần đoàn kết của các thành viên trong câu lạc bộ cũng như là các hội viên là sẽ được gắn kết hơn. Có thể thấy tham gia sinh hoạt câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc, trẻ em được nâng cao kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, cùng nhau chia sẻ bí quyết giữ gìn hòa khí để ngọn lửa hạnh phúc gia đình luôn nồng ấm.